chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, xa tay đi qua bao điều. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp, tâm đầu. Lắp với già, chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình Tâm đầu ý hợp được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Anh Thịnh à, em muốn hỏi anh là anh với chị Thúy mình đã chung sống với nhau 12 năm. Và trước đó đã biết nhau là 3-4 năm nữa. Vậy là khoảng 15 năm. Vậy thì cái thời gian bên cạnh nhau lâu như vậy, em nghĩ là chỉ cần anh nhìn sơ qua thôi thì anh cũng biết là chị Thúy muốn gì và nghĩ gì, đúng không ạ? Được. Ngược lại, chị Thúy phải nói hết tất cả mọi thứ và anh vẫn không hiểu. Ủa sao kỳ vậy anh? Đúng là đi ngược lại, hiểu không? Em đừng có tưởng là quen nhau lâu rồi thì mình sẽ thấu hiểu được tất cả mọi thứ. Có thể ngược lại nha, càng lâu về sau mình càng không hiểu được người kia luôn. Gì kỳ vậy? Bây giờ chúng ta phải đi vào chương trình để tìm hiểu cái điều đó như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp hai cặp đôi rất đặc biệt. Xin mời! Tâm đầu ý hơn, cho mẹ chồng đi về nặng sâu, khúc mắc ở đâu mình cùng nhau giải. Khoảng cách ông bà để với con cháu, chẳng cần đau đớn vì đã có nhau. Bước tới cuộc chơi mình là bạn thân, đến khi kết thúc ta cũng vẫn gắn kết, vì ta đã hiểu nhau bao điều hạnh phúc. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp ạ. Chúng ta sẽ dành ít phút để cho hai cặp đôi tự giới thiệu về mình và giao lưu với lại quý vị khán giả. Mời cặp đôi Thúy Hạnh và Minh Khang. Xin chào quý vị khán giả Tâm đầu ý hợp. Hôm nay được gặp lại hai người đẹp, hai người idol của tôi. Wow, trời ơi, thích quá. Có chữ đẹp vô lần thì anh Thi mát lòng hết cả. Thiệt luôn á. Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Tâm đầu ý hợp. Minh Khang và Thúy Hạnh thì cũng đã ở bên nhau được 14 năm rồi. 14 năm thì cũng không dài cũng không ngắn. Hy vọng là cũng có một số điểm sẽ tâm đầu ý hợp, nhưng mà cũng có thể nhờ chương trình hôm nay sẽ hiểu thêm chồng mình được một chút xíu. Có nghĩa là nhân cơ hội này hiểu thêm. Khai phá ra vợ ông thích gì á. Tôi làm chi giống chàng. Mời cặp đôi Thiên Vương và Ngọc Quỳnh. Xin chào khán giả của Tâm đầu ý hợp. Thiên Vương và Ngọc Quỳnh cũng đã ở với nhau cũng được 9 năm rồi. Và hiện tại là có hai cháu, một trai một gái. Mọi cái thì vẫn đang suôn sẻ, nhưng không biết là sau chương trình này thì còn suôn sẻ hay không thì không rõ. Mời Ngọc Quỳnh. Dạ, xin chào khán giả của chương trình Tâm đầu ý hợp. Thật ra thì đến với chương trình này để có thể biết coi là mình sống với nhau lâu thì còn có hiểu nhau được hay không. Có khi càng sống lâu thì lại càng không hiểu. Mình cứ nghĩ trước là không hiểu đi, cho nó đỡ bất ngờ, hiểu không? Cho em hỏi anh Khang, ở nhà đó rồi chị Hạnh có vẻ như là cũng hay giận dỗi đúng không? Mỗi lần mà chị Hạnh giận dỗi thì anh có tuyệt chiêu gì không? Chiêu ai cũng có. Thì chúng ta có thể là hát một bài gì vu vơ bậy bạ nó, anh mới sáng tác cho em vì nịnh vợ anh tí. Chứ cũng như dùng âm nhạc để mà lấy lòng vợ xíu đúng không? Lúc đó anh hát bài đứa bé đó. Đứa bé. Làm nét mặt tội tội nữa. Rồi, còn Vương sẽ làm gì lúc mà vợ mình giận? Em thường thường là vợ em giận thì em cho giận luôn. Gì kỳ vậy? Có nghĩa là thời điểm mà đang lúc giận thì mình không nên đụng tới. Giống như là mình sẽ tạo một cái cơ hội để mà vợ mình giận hơn, cho nên thôi, im lặng là vàng. Qua khoảng thời gian vàng đó thì mình bắt đầu mình mới nói chuyện hay là mình tính kế gì khác. Những lúc vợ giận là những lúc thời gian mình thoải mái nhất à? Phải tranh thủ đúng không? Đó là câu nói thật đấy. Anh Khang anh cũng giả bộ với không mà anh mỗi lần mà giận là anh xách xe anh bỏ đi chứ anh đâu có ở nhà đâu, đỡ nhìn mặt nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình Tâm đầu ý hợp. Và ở vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho các anh chồng. Các cô vợ sẽ phải vào trong phòng chờ. Các anh chồng ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó các cô vợ quay trở lại sân khấu so sánh đáp án cùng chồng mình. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho đội mình 5 điểm. Và xin mời hai cô vợ vào trong phòng chờ ạ. Cái điều gì ở bà xã khiến mình quyết định là phải cưới cái người này? Mời anh Khang. Cưới không mất. Cưới không mất. Cái điều
điều gì mà anh sợ người khác lấy? Cứ dụ mình hoài. Ngày xưa anh còn ngây thơ baby hơn giờ nữa. Tức là chỉ đưa anh vô chồng đúng không? Đúng rồi. Bắt được lôi về nhà luôn. Trời đất ơi, em không tin luôn á. Bởi vậy. Thế còn Vương? Hơi mông lung, nhưng mà cái lúc ngay thời điểm đó thì em cảm nhận đây là người vợ của mình. Cảm giác đúng không? Dạ đúng rồi. Và mình muốn người đó về chung sống với mình. Ai cũng có một cái lý do gì đó. Ví dụ như mình gặp cô Thúy thì mình có cảm giác là mình muốn che chở cái người phụ nữ này, cho nên mình quyết định mình cưới. Ở bên đây cũng vậy, cũng gặp chú Đạt là có cái ý định là muốn che chở chú Đạt, cho nên quyết định vụ luôn. Không, cái này em nghĩ là đúng á. Đúng nha. Hợp lý luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Mời Lâm Vĩ Dạ. Dạ vâng, câu hỏi số 1 là: nếu như vợ tham gia một cuộc thi tài năng thì bạn nghĩ cô ấy sẽ đoạt giải bằng sở trường gì? Mời anh Minh Khang. Nấu ăn. Nấu ăn. Tại sao anh lại chốt đáp án là nấu ăn? Ngon lắm hả? Coi thủ thể mình ạ. Như anh Khang đi, lúc nào cũng mẩm mỉm. Tức là anh tiếp nhận mọi món ăn mà chị Thúy Hạnh nấu. Và ăn rất là mê say. Mình chốt đáp án là nấu ăn. Rồi. Dạ. Mời anh Vương ạ. Với bà xã của em thì em nghĩ là cũng là nấu ăn. Tại vì bà xã em nấu ăn rất là ngon. Tại sao có hai người vợ đều nấu ăn ngon nhưng mà một người thì body như vậy và một người là body như vậy? Người biết tự nhiên chơi. Lúc trước thì em phát tướng lắm. Nhưng sau đó rồi một ngày nọ em lên TV và đứng với các bạn trẻ thì thấy oh wow, sao mình phì nhiêu quá vậy. Cho nên là em mới quyết tâm là em tập luyện này nọ để cho nó lấy lại. Như vậy Thiên Vương mà chốt đáp án là nấu ăn. Nấu ăn. Cho mình hỏi hai anh chồng là bà xã của các bạn có phải là mẫu phụ nữ khi mà giận lên á là nói nhiều không? Phụ nữ nào giận thì cũng có một gương mặt thôi. Bây giờ hỏi tới vậy nè, Hạnh có đập đồ không? À không. À không bao giờ đập đồ. Khang có đập đồ không? Có hả? Đập gì vậy? Thường đập gì vậy? Điện thoại. Anh đập micro nha anh. Đập micro. Đập micro. Còn Vương thì sao nè? Bà xã mình có phải là mẫu phụ nữ mà khi giận lên nói nhiều không? Em lại chia ra theo mức độ anh. Chẳng hạn mức độ 1 thì bắt đầu còn nói ha. Xong thấy mình bắt đầu trơ, mình không trả lời lại, bắt đầu là lên một cái mức độ cao hơn. Đó là sự im lặng chết chóc. Thì lúc đó em cho im lặng luôn. Vương sợ cái mức độ nào? Em nghĩ là cái mức độ mà cao hơn thì tất nhiên nó sẽ ghê sợ hơn, nguy hiểm hơn. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là: câu nói vợ hay lặp đi lặp lại nhiều nhất với bạn là gì? Phải có cái câu đó chứ, cặp nào cũng có hết trơn á, đúng không? Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Nhưng mà anh Khang có nghĩ rằng chị Thúy Hạnh cũng nhớ được cái câu đó không? Không, thế chứ vợ mình chỉ có một câu ba chữ hay cả ngày đều nói. Ba Ti ơi. Vậy anh chốt đáp án là? Ba Ti ơi. Là câu nói nhiều nhất trong ngày. Thế còn Vương thì ra nè. Em nghĩ là một cái câu mà chắc có lẽ là em nghe cũng tương đối nhiều nhất trong ngày, đó là tại sao không phụ dọn dẹp đồ trong nhà. Tại sao không phụ dọn dẹp đồ trong nhà? Bởi vì là con em thì nó rất là hiếu động, bao nhiêu đồ chơi là nó tung ra hết. Cộng thêm ông ba của nó là coi như cũng là một người bày không có ngăn nắp, cũng cha thì bày ra thì con cũng bày ra, thế là cuối cùng mẹ dọn. Thì vậy cái câu mà nói nhiều nhất của vợ bạn mỗi ngày là tại sao không phụ dọn đồ dọn dẹp trong nhà? Rồi, chốt vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3, rất là thú vị. Câu hỏi số 3 là: một luật lệ trong gia đình do vợ đặt ra nhưng bạn lại thấy kỳ quặc. Có cái luật tới giờ vẫn áp dụng mà mình vẫn thấy luật này được, hợp lý. Không kỳ quặc kìa. Kỳ quặc mà trong cái mình sự hài lòng được. Như là luật gì anh? Chẳng hạn như những cái mà bắt thang leo trèo và điện đóm trong nhà là vợ làm. hiểu. Tại vì bản thân mình không biết gì về điện. Quy luật ở nhà mỗi lần điện là vợ. Thế còn Vương thì sao nè? Em đang suy nghĩ từ nãy giờ mà em chưa thấy có một cái gì mà bà xã em đặt ra cái luật lệ đó cả. Dạ. Không có một cái luật nào hả? Dạ không. Chắc em vô luật thì thử là có đặt luật cũng vậy. Chắc không. Đó, vậy thì em có thể chốt đáp án là không có. Là không có. Vậy là chúng ta đã trải qua ba câu hỏi với hai anh chồng. Và bây giờ xin mời hai chị vợ quay trở lại sân khấu ạ. Tâm đồng ý hợp. Chào mừng hai cô vợ đã quay trở lại sân khấu. Tâm đồng ý hợp. Vừa rồi chúng tôi
có dùng biện pháp nghiệp vụ để khảo tra moi móc được một vài thông tin bí mật. Cho tôi hỏi Thúy Hạnh là ở nhà, những công việc trong nhà bạn tự tin cái việc nào mình giỏi hơn chồng? Giỏi hơn chồng á? Nhiều lắm. Trời ơi, thế mà lại anh nói con cái à? Con cái à? Nuôi con chắc chắn là giỏi hơn giỏi chồng hơn. Trèo cao là chắc chắn giỏi hơn chồng này. Làm điện giỏi hơn chồng này. Trời đất ơi, anh Khang giỏi cái gì hơn Hạnh? Ăn giỏi hơn em rồi. Lao động nhiều, trí óc nhiều, phải nghỉ ngơi nhiều, đúng, đúng không? Đúng. Đúng không? Mà hồi nãy giờ em thấy toàn là chị Hạnh kể, chị Hạnh làm hết. Anh làm cái gì đâu mà anh mất sức. Ăn cũng mệt mà, có hoạt động mà. Thế còn chị Quỳnh, Vương ở nhà đó, có cái gì giỏi hơn chị không? Dạ, dạ có. À, ở dơ hơn. Ở dơ hơn. Thấy chưa? Thấy sai lầm rồi anh Khang. Thấy sai lầm. Thấy chưa? Chưa. Thấy chưa? Mấy ông chồng trong mắt mấy cô vợ tàn vậy không? Ở đây giống đại hội vạch mặt. Bên đây ăn ngủ, bên kia ở dơ. Có cái gì mà nó lạc quan hơn không chị? À dạ, đương nhiên là hát hay hơn em rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là nếu bạn tham gia một cuộc thi tài năng, chồng sẽ nghĩ bạn đoạt giải bằng sở trường gì? Còn nấu ăn có được tính là tài năng không? Được chứ. Dạ được ạ. Đó là một sở trường mà. Thế thì chắc là chọn nấu ăn đi. Nấu ăn à? Nấu ăn à? Tại sao chị lại nghĩ như vậy ạ? Tài năng ca hát em đâu biết làm gì đâu, nhảy mẫu không biết làm gì luôn. Ở nhà em có mỗi nấu ăn được cho ông được ngày này người thôi à. Em thấy không? Chứ đâu phải lâu năm là nói mọi cái nó đều. Đúng rồi, đâu phải đâu lâu năm là hiểu nhau đâu. Thì mình cho đáp án nha. Xác định nấu ăn. Nấu ăn. Nấu ăn à? Xin mời anh Khang so sánh đáp án. Xin mời anh Khang. Nấu ăn. Yeah. Hay vậy ta? Hay ha. Quên nào. Nếu như bạn thi một cái cuộc thi tài năng thì chồng bạn nghĩ là bạn sẽ đoạt giải về sở trường gì? Em nghĩ chắc là cái mà em đã được học đó là thiết kế thời trang thôi. Thiết kế thời trang. Còn chồng em nghĩ đề nghị thí sinh không được tạo một cái ngoại hình mà có thể làm cho cái người bạn của mình được phán đoán. Dạ. 9 năm mà, bên đó người ta 9 năm. 9 năm. 9 năm. Thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang. Đúng, nó hợp lý ạ. Bạn có chốt đáp án là thiết kế thời trang hay không? Dạ có. Có. Rồi mời so đáp án. Nấu ăn. Anh xã bên kia cũng rất là ngưỡng mộ bà xã ở cái sở trường nấu ăn chứ không phải thiết kế thời trang. Dạ. Yeah. Yeah. Và ở câu hỏi này thì rất tiếc gia đình của anh Vương và chị Quỳnh chưa mang về điểm cho mình, còn gia đình của anh Khang và chị Thúy Hạnh đã mang về cho mình 5 điểm. Chúc mừng. Ở trong cái cuộc sống vợ chồng á, tất nhiên là mình đã quá quen với những cái tật xấu của nhau. Thì mình hỏi Hạnh là ở anh Khang á, có cái tật xấu nào mà chị cảm thấy chị không chịu được không? Anh đừng có hỏi nhiều dữ lắm. Nhiều không? Nóng tiếng. Nóng lắm. Đúng. Cái người hiền thì bao giờ cũng sẽ cục. Mê gái nữa. Mê gái nữa. Trời ơi. Dạ mê gái mà. Không mê. Mê gái bây giờ. Thấy còn Quỳnh. Đó là phải có sức chịu đựng đối với con nhiều hơn. À. Là mỗi lần mà ở nhà mà hai bé nó giành nhau, nó la, nó hét á, thế là đây là bắt đầu là cảm thấy giống như là muốn nổi khùng rồi. Không, nhiều khi cái đó là một cái rơi vào cái tần số mà mình đúng rồi. Mình chạm vào cái đó nhiều khi nó sẽ khó chịu về cái từ. Em rất là nhạy cảm với cái âm thanh mà nhất là cái tần số cao. Rất là khó chịu, giống như mình kiểu là mình bức bối đám người á. Rồi. Mời các bạn, chúng ta sẽ có câu hỏi số 2 sau đây. Câu hỏi số 2 là câu nói bạn hay lặp đi lặp lại nhiều nhất với chồng mình. Quỳnh có chưa? Dạ em đang nghĩ, tại vì em nói nhiều quá em không nhớ. Đúng rồi, mình nhiều câu lắm. Nhiều câu, bây giờ chị thử ví dụ một vài câu chị hay nói trong ngày đi ạ. Ba xuống ăn cơm. Một ngày là ba lần, là lần nào cũng phải nói. Hay là có câu là làm vừa thôi ngủ sớm đi. Đó thì nhiều khi là nhiều câu mình cũng nói nhiều cảm thán. Câu đó có nhiều lắm không? Mình nghĩ câu đó không nhiều đó. Ba ti. Ba ti ơi, ba ti ơi. Vậy chốt không? Chốt. Rồi mời anh Khang sao đáp án. Tao chỉ chốt mà chỉ không có tự tin lắm nha. Tự tin lắm. Ba ti ơi. Dạ, và với đáp án chung khớp này thì gia đình anh chị cũng mang về cho mình thêm 5 điểm nữa.
Qua câu hỏi số 2 này, đúng thiệt là mình mới nhìn nhận là phụ nữ nói rất nhiều đúng không anh Thịnh? Mà không nhớ cái gì hết, không nhớ mình nói cái gì đâu, không, cuối cùng là không biết mình nói cái gì luôn. Rồi, mình gợi ý tí xíu luôn, nhắc cả cha và con đó. Nếu mà nhắc cả cha và con á là chỉ có một là đi tắm, hai là dọn dẹp, chỉ có cái đó thôi. Vâng, tới đây tắm chưa? Em không ngờ là coi như bà xã em bán đứng em tới mức độ vậy. Một ngày em tắm hai lần không đủ sao? Anh phải bị nhắc nhở đi tắm. Dùng tắm luôn là hiểu luôn rồi. Trời đất ơi. Không phải đâu anh, dục bình thường mà nếu mà ví dụ tập thể dục nè hoặc là gì đó thì tự đi tắm. Nhưng mà chẳng hạn như nếu ở nhà không làm gì mà trời se se lạnh nữa là không có đi tắm đâu anh. Ủa? Nó không đổ mồ hôi lấy giờ tắm. Dạ không, mà một tuần thì là có vấn đề anh. Với trong điều kiện trời lạnh nha. Đúng rồi, ở trong nhà đâu có dơ đâu ha. Trời lạnh nha em. Những người ở dơ bao giờ người ta cũng có lý do. Trời ơi, em yên tâm em chống lâu lắm rồi. Quỳnh chốt đáp án nào. Dạ em chốt đáp án là sao không dọn dẹp cái này đi. Sao không dọn dẹp cái này đi. Mời đáp án. Tại sao không phụ dọn dẹp đồ trong nhà? Trùng khớp, đồng ý. Trùng khớp. Và chúc mừng anh chị đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Chúng ta sẽ đi vào luôn câu hỏi số 3. Một câu hỏi rất thú vị. Đó là một luật lệ trong gia đình do bạn đặt ra mà chồng lại thấy kỳ quặc. Để coi nha. Ra một cái luật kỳ quặc, một cái sự khác biệt ở gia đình chị so với những gia đình khác. Những cái gì mà liên quan đến điện là em làm. Liên quan đến điện. Liên quan đến trèo cao. Đó, thì nó kiểu vậy đó. Thì chốt đáp án không? Ừ, điện và leo trèo. Mời so sánh đáp án. Vợ là người sửa điện trong nhà, chính xác. Yeah. Ủa em á, hay có câu là Thúy Hằng á là chị gái em á, Hằng á là con gái rượu của bố, còn Hạnh là con gái điện của bố. Em nhỏ em thích nghịch điện lắm. Trời ơi, nghịch từ cái quạt nó đang chạy nó chỉ hỏng một chút xíu thôi em nghịch thành hỏng luôn. Em thích nghịch. Người mình tăng điện không đó. Rồi nha, mỗi một dịp mà Noel, Tết nhất mà trang trí nhà cửa là em làm không? Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình anh chị lại mang về cho mình thêm 5 điểm nữa. Mời Quỳnh. Dạ cũng có một số luật nhưng mà giờ em không biết. Một số nhưng mà đó là do em nghĩ thôi. Do em nghĩ. Dạ. Vấn đề là Vương có nghĩ đó là luật không đúng không? Dạ đúng. Nếu mà gọi là luật rõ ràng thì không có. Vậy mình chọn đáp án là không có một cái luật nào ở trong. Dạ. Rồi. Không có. Mời Vương cho đáp án. Đây ạ. Không có. Trùng khớp mang về thêm 5 điểm nữa. Có vẻ như càng về sau thì cái độ tâm đầu ý hợp của các cặp vợ chồng càng được phát huy nhiều hơn. Và chính vì đó là lý do MC không được vui lắm. Dạ, không thích điều này. Không thích điều này. Và kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Gia đình của anh Vương và chị Quỳnh là 10 điểm. Còn gia đình của anh Khang và chị Hạnh ảnh chọn số điểm ở vòng 1 này là 15 điểm ạ. Lại vòng 1 thì chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Và trước khi đến với vòng 2 thì quý vị đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng khán giả đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Và ở vòng 2 này là sân chơi dành cho hai cô vợ. Các anh chồng sẽ vào trong phòng chờ. Hai cô vợ cũng phải trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Hai anh chồng quay trở lại sân khấu, mình so sánh đáp án với vợ mình. Nhưng mà mỗi đáp án đúng sẽ được 10 điểm. Xin mời anh vào trong ạ. Trong nỗi là trải qua một khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau ấy, thì các bạn có cảm thấy là mình thấu hiểu chồng tuyệt đối không? Em khẳng định là không. Em còn chả hiểu được em nữa, em hiểu chồng em dần. Nhiều khi bản thân mình cũng không hiểu được mình đúng không dạ? Đàn ông khi mình muốn gì mình còn chẳng biết. Đàn ông ta đơn giản hơn phụ nữ nhiều. Không hề nha, không hề đâu. Anh chứa tâm tư sâu xa nào đó. Đàn ông phức tạp sao? Nói nghe coi, đàn ông phức tạp sao? Hay giấu giếm lắm. Hay giấu giếm. Giấu giếm cái gì? Tiền hả? Dạ không. Thì chuyện ở bên ngoài á, tâm tư là khó đoán đúng không? Quan điểm của em á
nếu mà đã muốn nói sẽ tự giác nói, không bao giờ em hỏi. Còn nếu mà có cái gì mà bí mật á, mà anh ấy muốn nói thì anh sẽ nói, còn đã không muốn nói thì hỏi chỉ thành nói dối thôi. Đúng không? Dạ đúng. Mà mình phải tạo điều kiện cho người ta cảm thấy người ta tin mình. Và khi người ta tin mình thì người ta sẵn sàng tâm sự. Hay nha. Mình ngầm mình trao cho người ta một cái trọng trách, đúng không? Một cái trọng trách người ta phải giữ mình, không cần phải mình lên tiếng. Nhưng mà đàn ông á, có những cái như thế này nè. Ví dụ như người ta không chia sẻ, không tâm sự, không phải vì người ta không muốn chia sẻ đâu, mà người ta sợ phải trả lời thêm hàng loạt những câu hỏi khác. Ví dụ như là anh đã có một chiếc xe đạp thể thao rồi, nhưng anh muốn chạy cùng với lại đám bạn anh là chạy đường trường, cho nên phải có một cái chiếc xe đạp kiểu khác thì mới chạy nổi. Nếu như mà anh về nói em ơi anh sẽ mua thêm chiếc xe đạp nữa, là anh phải trả lời hàng loạt các câu hỏi tiếp theo. Thì tại sao anh không nói luôn lý do ngay từ đầu? Gọi là cái cơ chế của cái chiếc xe đạp đó, hàng loạt cái, cho nên tốt nhất là anh lén anh mua luôn để không phải trả lời. Đấy là do anh nghĩ thế. Tại sao anh lại áp đặt cái suy nghĩ của anh cho phụ nữ? Thì chắc chắn là đàn ông luôn luôn có những cái chuyện mà có thể họ không có muốn nói chia sẻ với vợ, chắc chắn 100%. Dạ đúng, mà em nghĩ phụ nữ cũng vậy. Đúng, cũng sẽ đúng có rồi. Những chuyện là không muốn cho chồng mình biết. Đúng rồi, cái điều đó là ai cũng có bí mật riêng của mình và mình phải tôn trọng cái điều đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là việc đầu tiên chồng bạn thường làm khi bước vào nhà. Việc đầu tiên thì là chào vợ con, chào mọi người trong nhà. Cũng được. Chồng em là mỗi lần đi ngoài đường về lúc nào cũng hôn vợ hôn con. Anh Khang thì không? Thành chỗ đoán đi. Chào hỏi vợ con đi. Dạ. Okay. Nếu gọi là thói quen thường xuyên là thường là vừa mở cửa ra là hai bé ở nhà đã nhào ra nó ôm rồi, cho nên là cái thói quen đầu tiên nó sẽ là chào và ôm con. Chỉ khi nào mà về trễ quá thì con nó ngủ rồi thì không có cái đó thôi, chứ còn bình thường là cứ vừa mở cửa một cái là con đã chạy tới mất rồi. Như vậy chị chốt đáp án là về nhà sẽ ôm con. Rồi. Và bây giờ là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là việc đáng nhớ nào mà bạn muốn chồng làm lại cho mình? Bây giờ em còn không biết làm sao anh Khang biết. Nó bây giờ mình phải chọn một cái kỷ niệm, một cái điều gì đó mà anh xã mình cũng có thể nhớ cái chuyện đó. Viết một bài hát tặng vợ. Đó. Viết một bài hát tặng vợ. Viết một bài hát tặng vợ. Bao nhiêu lâu rồi anh Khang chưa viết bài hát tặng vợ? Từ lúc cưới xong giống viết luôn á. Thế là trước khi cưới lúc mà cua thì có viết hai bài, xong rồi cưới xong đến giờ là không viết luôn. Còn mình là hai vợ chồng đi Vũng Tàu với nhau bằng xe máy. Cũng giống như ngày xưa lúc mà yêu nhau xong rồi cưới mà chưa có con, là cứ thích một cái là đi Vũng Tàu đi, đi ngắm bình minh đi, để là nhảy lên xe máy đi. Mà từ lúc là sinh con ra xong là mình không có thực hiện điều đó được nữa. Rồi bây giờ có con em muốn đi là đi xe hơi, chứ còn không có đi xe máy được. Bởi vì con còn nhỏ. Cái ước muốn mà mình nghĩ nó rất là chính xác. Tại vì thật ra đi chở xe máy nhau nó rất là tình cảm. Dạ, có nhiều cái thú vị lắm anh. Chị chốt đáp án là đưa em đi chơi xa bằng xe máy. Chúng ta sẽ đến luôn với câu hỏi số 3. Em nghĩ câu này thì chị Quỳnh có thể trả lời được, nhưng mà chị Hạnh thì khó. Đó là lần giảm cân kỷ lục của chồng là bao nhiêu ký ạ? 5 ký. 5 ký. Ủa chị nhớ thiệt có hả? Cách đây khoảng tháng hơn tháng, 5 ký. Là kỷ lục đúng không? Xuống được 5 ký. Tức là hồi mà ăn ngủ tối ngày á là anh ấy lên 92 ký. Rồi sau đó là anh xuống được 5 ký còn 8 mấy đó. Để giảm được 5 ký đó là anh Khang phải nỗ lực những gì vậy? Anh Khang không nỗ lực mà em nỗ lực. Tại vì em nấu ăn ở nhà mà em là người có quyền cho anh ăn cái gì. Chỉ cho ăn rau với cá. Xuống số cân kỷ lục gần đây nhất là 5 ký. 5 ký. Có chị Quỳnh ạ. Thì anh Vương á là từ hồi lúc mới quen là anh ốm nhom. Dạ rất là ốm. Xong cái sau đó là đi tập này nọ, nó bắt đầu lên từ từ. Thì với cái cân nặng mà lý tưởng nhất là thường nằm ở tầm 65 ký. Xong có một đợt là đi làm chương trình là ngày nào cũng đi về khuya 1-2 giờ, xong rồi ăn khuya lên một cái vèo, bắt đầu thấy có này, mỡ chút này nọ, vậy là anh lên tầm khoảng 73 ký, là mất 6 múi rồi. Xong thế là bắt đầu lại nỗ lực tập lại. Thì bây giờ hiện tại cân nặng là khoảng tầm 65 ký. Là anh xuống được mấy ký à? Vậy chắc khoảng 8 ký. 8 ký.
Vậy là chúng ta cũng đã trải qua ba câu hỏi ở vòng 2 này. Xin mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu. Chào mừng hai anh chồng đã quay trở lại sân khấu. Mình ở với nhau là khá lâu cho nên là có thể là mình sẽ rất hiểu cái cử chỉ và cái ánh mắt hoặc là cái tâm trạng của nhau trong cái việc sinh hoạt hàng ngày á. Có cái vấn đề gì mà hai vợ chồng không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là hiểu, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Việc đầu tiên bạn làm khi bước vào nhà là gì? Lì xui tia ơi. Đâu rồi? À, kêu vợ kêu con đúng không? Kêu con. Rồi con. Lì ơi, tia ơi, quay về. Rồi, thôi mời anh sao đáp án. Hai chồng chào hỏi vợ con. Chính xác. Kiếm. Kiếm tìm chào vợ con. Tìm vợ con. Với đáp án này, cặp đôi mình đã dành thêm số điểm là 10 điểm. Mệnh Vương ạ. À, thường thường là thằng nhóc nhỏ con em á, khi mà em bấm cái mã số cửa, em bước vô là nó tự động nó chạy tới, nó ôm. Như vậy đáp án của em là ôm con. Ôm con. Mời Quỳnh cho đáp án. Ôm con. Chính xác. Chính xác. Như vậy với đáp án này, cặp đôi Vương và Quỳnh giành thêm số điểm là 10 điểm. Rồi chúng ta đi vào câu hỏi số 2 như sau. Câu số 2 là việc đáng nhớ nào mà vợ muốn bạn làm lại cho cô ấy? Đây là mang một giá trị tinh thần nha. Em là em rất khát khao được chồng em nấu ăn lại cho một lần nữa. À, ngày xưa còn bếp vợ, bây giờ khó lắm. Anh có nghĩ là chị Hạnh cần cái điều đó thời điểm nào nhờ? Lâu bằng thời gian mình cưới nhau luôn á. Đấy, phải cho cái cục mất. Nghĩa là anh làm với nhiều người lắm mà với vợ anh không làm thì đó. À, buổi sáng trên mặt hồ, cơn mưa phùn vừa qua lối này, tôi cuộn mình trong trăng với nỗi đau vừa đi qua. Rồi rồi, cái bài đó là từ ba lô rồi. Đó là mấy năm rồi? Gần năm mới cưới đó. Đó, lâu lắm rồi đó. Anh có nghĩ là Hạnh chọn đáp án không? Và mãi mãi yêu em hết tất cả cuộc đời. Rồi vậy anh Khang chốt đáp án là sẽ cố gắng tặng vợ một ca khúc như yêu cầu. Anh nghe nó hơi gằn chữ theo yêu cầu. Hơi có vẻ kiểu bị ép buộc. Rồi mời Hạnh cho đáp án này. Rồi đáp án. Viết một bài hát tặng vợ. Tuyệt vời. Và đáp án trùng khớp này cũng mang về cho gia đình anh chị thêm 10 điểm nữa. Chúc mừng. Mời Vương. Cái câu mà đáp án của chị Quỳnh cũng rất hay. Nó thanh xuân lắm anh ạ. À, rất giản dị, rất thanh xuân, nhưng không phải ai cũng làm được. Em có nghĩ là một đáp án nhưng mà không biết là có đúng hay không thôi. Em gợi ý xíu nha. Nếu như là em thì bây giờ em không còn sức để làm việc đó nữa. Nó bị đau lưng dữ lắm. Lúc đầu em nghĩ một đáp án hoàn toàn khác, xong dạ gợi ý em cái tự nhiên em bị rối luôn á. Cái đó là cái hay của MC. Nếu như vậy thì em lại nghĩ tới vấn đề là lúc trước mà em mới quen bà xã em á thì em thường hay chở bà xã em đi ngắm bình minh ở Vũng Tàu bằng xe máy. Chẳng lẽ giờ muốn như vậy mà đi vậy thì đau lưng thiệt. Đau lưng. Đau lưng ra. Thôi chắc có lẽ là vậy. Đó là một ngày có thể thảnh thơi lái xe máy ngắm bình minh ở Vũng Tàu. Chốt ạ. Mời Quỳnh cho đáp án. Đưa vợ đi chơi xa bằng xe máy. Chính xác. Trong góp này thì gia đình của anh chị cũng mang về cho mình 10 điểm. Chúc mừng. Rồi câu hỏi số 3 là một câu hỏi nó rất là mặt chuyện rất là nhỏ luôn, nhưng mà phải tinh ý lắm thì mới trùng khớp được. Lần giảm cân kỷ lục của bạn là bao nhiêu ký? Cái này mà ba còn trả lời sai nữa thì cái này mà sai nữa là thua luôn. Làm như giảm cân được nhiều lần lắm hay sao? Mà đạt tính rồi phải. Ủa anh Khang, anh có nhiều đợt giảm cân lắm hả anh Khang? Mà anh phải suy nghĩ. Mình nhiều lắm mình. Nhiều lắm mà sao mỗi lần gặp anh em thấy anh cũng vậy vậy đó. Lần trước á, lần này 2 lạng, lần 5 lạng, lần 7 lạng. 9 ký. Yeah. Chốt đáp án. 7 ký. Ôi xuống bao nhiêu kiểu mà không biết là tôi thế nào luôn. Cả
nhà còn đi ăn chúc mừng rồi rồi còn lên post khoe cả làng cả xóm. Vậy mới là không, chứ ông nói đúng thì đâu phải là ảo. Giờ 7 với 9 hay là 6? 7 ký. 7 ký. Mời anh so đáp án. Không trung thực. 5 ký. Ủa không biết ai, không biết ai sáng ngày ra xuống khoe với vợ: ôi em ơi, hôm nay anh giảm được 5 ký rồi, cả nhà đi ăn mừng đi. Sao hôm nay ông tự ông mặc cả lên 6 ký. Đẩy số ra, đẩy số quá. Vương, có đáp án chưa? Quỳnh nãy cho con số cụ thể lắm. Hình như là đâu khoảng cỡ 8-9 ký vậy đó. 8-9 ký. Hay thế. Rồi ông nhóm vậy mà ông cả giảm được 8-9 ký luôn. Tại vì em khi mà em lên cân nhiều nhất là 74 ký, xong em giảm xuống bây giờ em còn 60 mấy, 64-65 gì đấy. Với người mập hơn thì khó giảm hơn. Hình như là 8 ký. Mình chốt luôn ạ. Rồi mời Quỳnh chốt đơn, mời sao đáp án ạ. 8 ký. Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình của anh Vương đã mang về cho mình thêm 10 điểm nữa. Chúc mừng anh. Kết thúc vòng 2 thì số điểm có hai đội như sau: gia đình anh Khang và chị Hạnh là 20 điểm, còn gia đình anh Vương và chị Quỳnh tạm dẫn trước là 30 điểm. Và chúng ta vẫn còn vòng 3 với những câu hỏi rất là lắc léo từ chương trình. Và hy vọng là ở vòng 3 này thì các đội sẽ mang về cho mình thêm nhiều điểm nữa. Và trước khi đến với vòng 3 thì quý vị đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài giây phút quảng cáo. Quay trở lại với vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp ạ. Vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi theo dạng liệt kê, và cứ mỗi câu hỏi là sẽ có 3 đáp án. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 5 điểm, tối đa là 45 điểm. Và đội nào nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng ở vòng 3 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi số 1. Câu số 1 như sau: hãy nêu 3 sự cố từng gặp khi đi du lịch của hai vợ chồng. 15 giây bắt đầu. Sẽ so sánh đáp án của gia đình anh Vương trước ạ. Mời anh chị. Có lũng bánh xe, bên Vương có thủy chuyến bay và ngủ ngoài sân bay. À, ở bên này có đi trễ máy bay, có tìm máy rút tiền, và thứ ba là quên mang đồ. Cái hủy chuyến bay là lý do vì sao mình bị hủy vậy anh? À, lúc đó là tự nhiên sân bay họ thông báo là bão vô, hủy chuyến hoàn toàn. Xong rồi là lúc đó hai vợ chồng phải ngủ lại ở sân bay ở Hà Nội. Cái chuyện đó là nó cũng lớn mà sao Quỳnh không nhớ hả ta? Dạ, nhưng mà em lại nhớ chuyện khác. Và với câu hỏi này thì rất tiếc gia đình của anh Vương và chị Quỳnh chưa mang về điểm cho mình. Chúng ta đang mong chờ đáp án của gia đình chị Hạnh và anh Khang ạ. Xin mời anh Khang. Em sẽ đọc đáp án của chị Hạnh trước. Okay. Mời chị ạ. Đầu tiên là thất lạc hành lý ở Hawaii. Thứ hai là quên hộ chiếu ạ. Thứ ba là không có mạng để liên lạc. Rồi, ở bên anh Khang, cái bên anh Khang là có quên điện thoại, cãi nhau, cầm ram. Cái đó gọi là sự cố hả? Ram. Và cái điều mà mình thấy đặc biệt ở đây mà Hạnh không nhớ, đây là một cái sự cố lớn. Tại sao vậy chị? Tại sao chị lại có thể không nhớ được cái biến cố này sao? Vậy hả? Đây là một biến cố lớn. Lớn lắm luôn hả? Em nghĩ là anh Khang rất là tổn thương về điều đó. Đó là vợ quên chồng ở sân bay. Trời ơi! Lúc mà ở sân bay nước ngoài thì vợ phải ở lại lo cho đoàn ở trong hải quan. Cái đó đâu phải là quên chồng đâu. Vừa rồi mình ngồi ở ngoài là cả gần cả ngày. Cứ tưởng là vợ bỏ rơi mình. Đấy là ông biết tưởng đó chứ em đâu có quên đâu trời ơi. Ngay thời điểm đó anh tưởng là vợ đã bỏ quên mình. Khi gặp lại vợ gương nước mắt luôn. Bây giờ nha, nếu mà nói thế á, thì em cho anh hai sự cố liên quan đến anh Khang nha.
Thứ nhất, không phải để quên chồng, mà khi mà ở hải quan giữa hai sân bay của Canada và Mỹ thì một anh trong đoàn là bị giữ lại hộ chiếu mà cả đoàn không nói được tiếng Anh, em phải ở lại em phiên dịch. Em đã nói là yên tâm, cứ đi trước về trước đi, chuyện ở đây em lo được. Ôi, vợ là không đi. Em lo được, anh ấy không chịu về, để giờ anh đổi là em quên. Đàn ông ấy thương không? Còn một chuyện nữa nha, chuyện này em không có ghi lại vì em tưởng là anh ấy không muốn nhắc tới. Đi Hàn Quốc nha, nhậu say đuổi vợ về trước khách sạn, ok tưởng là tự về được, ai dè đâu say quá lên đậu taxi ông chở hẳn ra khách sạn khác, tìm không được đường về. Em chờ từ lúc em về đến 2 giờ sáng mới cứ đứng ở dưới cảnh khách sạn, tự nhiên em thấy một cái taxi mở ra, thấy một ông khóc tìm được vợ, tìm được vợ, tìm được vợ, mà giống như là mà con tìm được mẹ rồi đó. Trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, em cảm giác như chị Hạnh chỉ có tới 3 đứa con rồi. Đó, em bé. Wow. Dạ rồi, và em không hiểu tại sao ở câu hỏi này thì không gia đình nào có điểm hết à. Rất tiếc à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi số 2 như sau. Kể tên 3 món quà chồng thích được vợ tặng. 15 giây bắt đầu. So sánh đáp án của gia đình anh Khang, chị Hạnh, xin mời anh chị. Anh Khang thích vợ tặng mình tiền tiêu vặt. Dạ đây có tiền tiêu vặt ạ. Trời ơi, hay quá trời. Càng ngày em càng thấy anh Khang giống một đứa bé. Cái món quà thứ hai, áo hoa hòe, hoa sói. Giống như đang bận nè. Rồi, ở bên này không có nha. Bên này cái thứ hai là thích nấu ăn những món yêu thích. Món quà. Cho mà, quà hả? Cái đó cũng là quà mà, nấu ăn cũng là quà được mà. Rồi. Bên Khang có đồ góp. Bên này có đồ góp. Chính xác. Chính xác. Đồ góp là chắc chắn thích rồi. Hai đáp án trùng khớp, mang về cho mình 10 điểm nữa. Mời gia đình của anh Vương, chị Quỳnh. Bên này là có điện thoại ạ. Điện thoại. Vương không thích điện thoại nha. Bên này ta có giày ạ. Vương thích giày nha. Dạ. Bên này có loa nghe nhạc. Bên này người ta thích máy cưa bàn. Thì có chị máy cưa hả? Không, máy cưa hả? Vương em thích nghề mộc hả? Dạ, thực ra là cái loa nó cũng có liên quan tới máy cưa bàn à. Có nghĩa là em thích tự làm loa. Tự làm loa, phải mua cái máy cưa trước. À, máy cưa bàn để làm thuộc loa. Mà chương trình này rất là nhân văn nha. Đây là nói ý để lát nữa về vợ mua nha. Không, rất nhân văn, nhắc nhở đó, về mua đó. Có một đáp án nữa là hồ nuôi cá coi. À, cha cái này tốn kém à. Tốn kém nha. Và với một đáp án trùng khớp này thì gia đình của anh Vương, chị Quỳnh mang về cho mình thêm 5 điểm nữa. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Hãy kể tên 3 loại hạt mà vợ thích ăn nhất. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Rồi, với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời các anh chị giơ bảng lên hết ạ. Vương và anh Khang đều có chung một đáp án thôi. Đó, chỉ cần đọc một cái là hiểu luôn của người kia. Rồi, mời anh. Bên đàn ông chúng tôi có hạt hướng dương. Bên phụ nữ chúng tôi cũng có hạt hướng dương ạ. Chính xác, bọn trùng khớp. Bên đàn ông của chúng tôi có hạt chia. Bên phía chị Hạnh có hạt chia. Bên đàn ông chúng tôi có hạt dưa. Ở bên phía chị Quỳnh có hạt dưa. Như vậy là bằng nhau. Và bên chị Hạnh thì có hạt đậu phộng, chị Quỳnh thì có hạt hạnh nhân. Và với câu hỏi này thì cả hai gia đình đều trùng khớp hai đáp án, mang về cho mình 10 điểm. Và trước khi đến với kết quả vòng 3 này thì xin mời các gia đình ai về nhà nấy. Dạ. Và bây giờ là kết quả của vòng 3 này. Wow, không nhiều đâu. 15 và 20. Và số điểm 15 thuộc về gia đình của anh Vương, chị Quỳnh. Còn gia đình của chị Hạnh, anh Khang là 20 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi thì thật bất ngờ,
bởi vì cả hai đội đều ngang bằng số điểm với nhau là 55 điểm và mỗi gia đình sẽ mang về cho mình 6.500.000 đồng từ chương trình. Xin chúc mừng. Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ xin thay mặt chương trình xin cảm ơn hai cặp đôi đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện hết sức là thú vị. Không biết anh Khang và chị Hạnh có cái cảm xúc gì sau khi đã tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp không ạ? Qua chương trình này mình hiểu thêm vợ được một chút nữa. Hiểu thêm hơn chút nữa. Để chiều vợ hơn nữa, để yêu thương vợ hơn nữa. Vậy hả? Hay quá vậy. Còn Hạnh thì sao? Tại vì chương trình này cũng hỏi nhiều cái liên quan đến quá khứ, liên quan đến những cái gì mà đã qua. Là đôi khi mình cũng phải nhìn lại quá khứ một chút chứ không phải là chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Hôm nay cũng rất cảm ơn là nhờ chương trình mà nhắc lại những kỷ niệm rất là vui, cười chảy nước mắt. Nhưng mà nhờ những kỷ niệm đấy thì lại có được thêm những cái tình cảm gắn kết hơn trong cuộc sống. Anh Khang nãy giờ anh có phải nhớ cái gì không? Sau chương trình anh phải nhớ gì không? Nhớ hai câu nãy hát đó. Một bài hát đúng không? Một bài hát cho vợ. Hy vọng một tuần nữa là xong ha. Còn Vương Thị Quỳnh nè, đây là một trong những thời gian mà có thể nói là thư giãn của hai vợ chồng, bởi vì có thể đưa ra những cái góc khuất mà của chồng đối với vợ mà vợ đối với chồng, và bên cạnh đó thì cũng hiểu nhau hơn, rồi cũng gợi nhớ, giống như chị Hạnh nói là gợi nhớ những cái kỷ niệm mà có thể là mình đã quên đi. Có nhớ hôm nay sau chương trình này về phải làm gì không? Dạ, xách xe máy chở vợ đi đi du lịch à. Nhưng mà em nói lại, đợi con em lớn đi rồi tính sau. Rồi. Cảm ơn các cặp đôi ngày hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện về hôn nhân, về cuộc sống tình yêu rất là hay và thú vị. Hy vọng là các cặp đôi sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Hãy nhớ khung giờ phát sóng chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Production thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Câu thả thính mà bạn đã từng dùng để tán tỉnh vợ mình là gì? Đầu tiên là em về đến nhà chưa? Câu đó mà là câu thả thính đó hả? Ủa thấy có gì đâu mà thả thính nhỉ? Chưa, em tán gái em chỉ có một bài thôi anh. Ủa đó là em cũng cái bài đó anh chọn cho em. Thì ra cô chỉ là một cuốn trong bộ đề cương của anh thôi. Thôi bà, thôi.